Mến chào bà con các bạn cả nước. Hôm nay em muốn làm một video để giới thiệu các loại cây cho bà con cùng giao lưu. Hôm nay gồm có đây, cây kim giòn, đây kim giòn, rồi ổi bà con ơi, ổi giáng thú, rồi bông giấy. Hôm nay có cây cơm nguội nữa bà con, chiếu thủy. Bông giấy Mỹ, bông giấy sắc pháo. Mai chiếu thủy. Rồi có me me ngọt luôn, me Thái luôn. Và bông trang đỏ lá nhỏ. Hôm nay em có cây mai tàng nha bà con. Đây có cây mai tàng giao lưu cùng bà con. Mai tàng chơi Tết được. Rồi và một cái bình linh, cái bằng lăng lá nhỏ nó lộn bà con thông cảm. Mến chào toàn thể bà con mọi miền đất nước. Hôm nay tại vẽ chuyển hoàng nhanh, em cứ làm một video giới thiệu cây giao kiển giao lưu cùng bà con, mong bà con nhiệt tình ủng hộ. Dạ xin cảm ơn. Đây là vô cây số 1. Đây. Cây ổi bà con ơi. Ổi bonsai. Keo dữ dính. Gần chút được không? Mã số 1S. Số 1F. Chữ F nha bà con. Đây cái ổi. Rồi vô quay quay chi tiết luôn đi, nó qua thông số. Chi tiết luôn đi. Dán thú bà con ơi. Chiếc cành đầy đủ rồi, ra đủ hết rồi. Đây có đuôi nữa nè. Rồi cho thông số luôn. Đo chiều cao. Rồi, ở đây thôi. 69. Rồi hạo tán ngang đây coi. Đây nè, đây qua tới đu luôn. Đây, dính ra. Rồi, tới đu luôn. 76. 76. Rồi. Đo hoành thân. Hoành thân là 46. Rồi, hoành cũ luôn. Hoành rồi hết tức dây bà con ơi, cỡ 1m7 đó. Mã số 1F là cây ổi bonsai nha bà con, có trái nè, đây đây đó, có trái luôn. Mã số 1F giao lưu bà con là 2.500.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 2F. Cây cơm nguội bà con ơi. Vô
vô chi tiết luôn. Đây vàng đế quái bà con ơi, chi cạnh đầy đủ, về vô dây là chơi bà con ơi. Đây, về vô dây là chơi luôn luôn. Rồi cho thông số. Chiều cao tới tán lá là 72. Rồi tán ngang luôn. 57. Rồi tán lá là 57, đo ngang cái từ đây qua đây luôn. Thôi đo ngang được rồi, khỏi đo hoành. Ngang được rồi cho bà con biết rồi. Đây. 39. Rồi đo hoành đế luôn. Hoành đế 1m3. Mã số 2F là cây công nguội bà con. Cho lưu ý giá 1.700.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 3F. Bông giấy sát pháo bà con ơi. Bông giấy sát pháo hai màu nha. Cây này cái thân nó quái bà con ơi, nằm như con gắn cất đầu. Rồi cho thông số luôn, tới mặt bồng lấy chậu đi. À, cây cao 1m3. Rồi đó hoành thân. Đây. Lật thước lại, lật lấy là được. Ừ. 37. Đo chiều dài cái hình cái chỗ co này lên đó. Từ đây ngang qua. Từ đây qua. 53. Rồi. Đây cái cộng đế này vòng qua tới đây luôn nha bà con. Đây cộng này nó vòng qua tới bên đây luôn nha. Mã số 3F cái giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 4F. Bông giấy sát pháo. Này có đế quái bà con ơi. Đế cao. Đây tàn bay luôn. Chơi tàn bay cũng được. Chơi gió lùa cũng được bà con ơi. Đây tàn lùa luôn. Này. Đây cộng đế này nằm qua tới đây luôn nha bà con. Quái. Quái dị cà na luôn. Rồi cho thông số luôn. Chiều cao từ mặt bầu lên. Rồi lên tới đỉnh đó. 79. Rồi đo cái đây lên cái đế này. Cộng rễ coi. 29. Rồi hoành thân luôn. Hoành thân 34. Bốn không mã số 4F. 4F rồi mã số 4 giao lưu với giá 1.700.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 5. Mã số 5F. Lô này ký hiệu chữ F nha bà con. Chú gọi giao lưu là 0977 0977 82. Cái này em ship cây không ship chậu nha, chậu là mô hình gì cho bà con thấy nha.
chiếc cây bà con ơi, mã số 5 mét, bông giấy xác pháo số 5 rồi, bông giấy xác pháo. Cây người chơi bonsai lùng lực hay lắm, khéo lắm bà con ơi. Dưới này có đế hết nha, đây đế cộng bự không à, đó nè, củ đế dưới này nè, đây đây nè, đều hết luôn. Không, cây này không mục nha bà con, liền cây đặt cứng luôn bà con ơi. Đây quay cái chi tiết chỗ này, đây đây là cái nhánh nó chết rồi, nó mục còn dính đây nha, cái này là liền hết nha, cây là không bọng nha. Rồi rồi cho thông số 101 chiều cao, rồi đo hoành thân luôn. Ừ đúng rồi, 62. Mã số 5 mét, giao lưu giá 3.200.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 6. Số 6 mét. Bông giấy xác pháo lùng lực bà con ơi, chi cành đầy đủ, thấy tai chi đầy đủ bà con ơi, lùng lực luôn, cũ quá. Này đế xổm lên luôn bà con, về vô chậu nâng cái đế lên chút vẫn được, đẹp lắm bà con ơi. Rồi cho thông số chiều cao luôn, 71. Rồi đó hoành thân luôn đi, để tán ngang đi, ngang đây hạo ngang cái đi. Rồi 59. Rồi đó hoành thân. Ừ. Hoành thân là 36. Mã số 6F có giá là 1.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số 7F bông giấy Mỹ. Giấy Mỹ bà con ơi, tay chi cành đầy đủ, thân quái luôn. Đây nguyên củ đặt luôn. Rồi cho thông số luôn. Rồi đó lên đi. 1m01. Rồi đó, nó hoành cũ. Ừ. Cũ đặt là 63. Hoành thân luôn. Đây. Ừ đúng rồi. 40. Hoành thân vị trí này là 40. Mã số 7F có giá là 2.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 8F. Me ngọt bà con ơi, me thái. Đây bonsai lùng lực luôn bà con ơi, hình thú. Nãy về vô dây là chơi bà con ơi, chi cành ra hết rồi. Cây sống khỏe nha, bao sống nha. Đây hình thú giống cá sấu nằm dài, con gì đây không biết. Đây chân cẳng có đủ nè. Đó. Nó có giò nè, đây giò nữa nè. Đó. Rồi cho thông số đi. Đắt luôn chứ mặt bồng nè. Ừ. Rồi 69. Đo tới đây, tới cái đọt nè, thân cây nè.
dưới mặt hầu á. Nhiêu? 35. 35. Rồi đây chơi chiều dài con thú nữa kìa. Ừ, từ đó qua. Rồi, bao nhiêu? 44. Rồi, chiều dài là 43. Bàn tân luôn đi. Nghe thái nha bà con. 34. 50.000 một ký cá chạch quế. Cá chạch quế tươi ngon, 1 ký 50.000. Mã số 8F có giá là 1.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Mã số 9F. Cây mai vàng bà con ơi. Mai tàn nha. Đây. Đây cũng cho bà con thấy nè. Đó. Chiều cao là 2,5 m. 2,5 m tới 3 m bà con ơi. Sáng ngang cũng 2,5 m tới 3 m luôn. Rồi, chút chi tiết về bà con nha. Cây mới về, mới lặt lá xong ngày hôm qua. Do nặng không lên mà quay được, bà con thông cảm. Cây này có lên xù một vài điểm nha bà con. Đây, xù đi. Đây, cây lên xù hết rồi. Này, lên vài điểm rồi. Đây, dài tới đọt luôn. Đây, nó dài trên đọt là ra xù nhiều lắm rồi. Rồi, dòng cái đế giáp dòng quần. Bà con xem rõ. Rồi cho thông số đi. Rồi đo hoành thân đi. Hoành thân là 40. Đây vị trí này là 45. Bốn mươi bốn bà con ơi. Rồi cho cũ rồi. Cũ rồi. Rồi 1,6 m. Đo đường kính bồng. Đường kính bầu là 65. Mã số 9 giao lưu bà con giá là 7.000.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số 10F. Cây bằng lăng núi bà con ơi, bằng lăng lá nhỏ. Cây thành phẩm rồi, bonsai lùng lực. Này là tháo dây hết rồi, dây là chơi bà con ơi, vô chậu là chơi. Thành phẩm hết rồi, chi cành đầy đủ. Quay mấy cái chi tiết cái chi cành. Đó, chi cành đầy đủ rồi bà con. Mini quái bà con ơi. Thân đẹp. Bằng lăng lá nhỏ nha bà con.
Rồi cho thông số luôn. Ở đây là cái gì? Ngậm ngọc trân châu. Bao nhiêu? Chiều cao là 71. Tán ngang. Nào tán lá rồi. Tán lá là 55. Rồi đó hoành thân luôn. Hoành thân vị trí này là 45. Mã số 10 ấp giao lưu với giá 2.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổ cây luôn. Rồi kế tiếp mã số 11 ấp trang đỏ lá nhỏ, trang củng mà con ơi, thịt đang tròn đều đẹp, đang cho bông được rỡ luôn. Cái này bứng về hơn 10 ngày nha bà con, lá tỉnh hết rồi, không sợ héo nữa, bông lá thì tỉnh hết rồi, không có xỉu nữa. Đây, bông đỏ bà con ơi. Cái này tàn cái đợt bông này ra đợt sau là ngay Tết nha bà con. Rồi chị quay chi tiết cái đế luôn đi. Đây. Nguyên cụm bà con ơi. 2 4 6 7 thân. 7 thân nha bà con. Do cái tàn lớn quá bà con ơi, không có dám môi đế. Đây nguyên cụm đặt luôn, nguyên dính nguyên cụm nha. Cây không tách rời được. Quay dàn xương cho bà con xem này. Dàn xương dày đặc tiêu, dày đều luôn. Rồi ra đó thông số đi. Rồi đó đó cụm đó hoành thân luôn đi. Thông số đo sao? Đặt thước lại. Bao nhiêu? Hoành cụm là 52. Hoành thân. Đây thân này nè. Thân này. Đây. Bao nhiêu? Trong kẹt khó đồ quá bà con ơi, thông cảm. 15. Rồi, thân đại diện 15. Mã số 11S. Rồi, cho thông số chiều cao luôn. Thông số chiều cao luôn. Chiều cao là 1. Rồi, hết thước bà con ơi. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang rồi, giơ tay cho bà con nghe coi. Chè tay giống con gì nè. Ừ. Đó một người là không tới tàn. Rồi tán ngang khoảng 2 mét bà con ơi. Đường kính tàn á 2 mét. Rồi quay đó. Quay vài vòng nó báo giá. Đường kính tàn là 2 mét nha bà con. Hơn 2 mét nữa.
mã số 11F giao lưu giá 4.900.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 12F chiếu tỷ kim giòn. Kế tiếp mã số 12F chiếu tỷ kim giòn. Tàn dù rồi con ơi, tàn dày đặc. Rồi vô chi tiết luôn đi. Đây xương dày đặc nha, lá kính tàn. Đây thân lắc lượng già lắm rồi con ơi. Đây thân sắn luôn. Rồi đã thông số luôn. Đo hoành cũ hoành thân chứ đi, đo chiều cao. Rồi đo hoành cũ luôn. Rồi đúng rồi. Ba. Bao nhiêu? 53. 53. Hoành cũ 53. Rồi hoành thân. 31. Hoành thân 31. Đo thoát thân luôn. Thoát thân mặt bầu lên lên đây rồi. Thoát thân là 32. Mã số 12F chiếu tỷ kim giòn. Rồi đó chiều cao luôn. Chiều cao 1m4. Chiếu tỷ kim giòn giao lưu giá 4.500.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 13F chiếu tỷ. Mai chiếu tỷ lá chung mà con ơi. Da xanh lá chung. Cây đế sổ nha. Một cốt đứng. Này mã số mấy qua này? 13F. Rồi cho thông số luôn đi. 13. 1m05. Chiều cao 1m05. Rồi đo đế này coi. Đo đế xổm lên coi nhiêu. Từ đây nè. Lên đây coi nhiêu. 36. Rồi đo hoành đế luôn. Hết tước bà coi. Cỡ 1m6. Hoành thân luôn. Bao nhiêu? 43. Hoành thân là 43. Mai chiếu tỷ. Giao lưu ý giá 2.700.000 bao ship toàn quốc. Mã số 13F. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 14F chiếu tỷ lá chung da đen. Lá chung da đen bà con ơi. Đây cây già cổ nha, dáng mẹ dáng phụ tử luôn nha. Đây đế đặt luôn nha bà con. Đây đế đặt luôn. Có chi cành này về uống lợi bà con ơi. Đây uống qua một nước rồi. Rồi cho thông số luôn. Rồi chiều cao.
90. Chiều cao là 90. Rồi, tổng hoành luôn. Rồi. Tổng hoành là 74. Rồi đo thân. Thân là 39. Đo hoành cũ. Hoành cũ nữa. Để thước dùng dùng nằm lại xuống dưới đi. Anh cũ là 1m33. Vô chậu 6 không bà con? Cái chậu là mô hình thôi nghe. Nữa em ship em quấn bầu bà con ơi. Mã số 14 ạ. 14F. Zalo cái giá 2.200.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 15F. Chiếu tỷ lá chung da đen. 15F. Rồi cho chi tiết luôn đi. Đế đặt rồi con ơi. Nguyên cục chứ từ dưới này lên là đế không đó nha. Rồi cho thông số đi. Chiều cao là 1m09. Rồi đâu hoành thân luôn. Hoành thân nhiêu? 30. Hoành thân là 30. Rồi dòng đế luôn. Hoành đế là 1m41. Đường kính luôn. Tán người đường kính ngang luôn. Đường kính ngang là 45. Mã số 15F. Giao lưu giá 1.600.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Tiếp tiếp mã số 16F. Mai chiếu thủy. Chiếu thủy lá lớn bà con ơi. Da xanh. Này nguyên bệ đế luôn bà con ơi. Đế đặt luôn nha. Quá trời bệ đế luôn. Đây dưới này là đế không nè, tại quấn cho nó đẹp. Nguyên cục đế luôn. Nặng lắm. Hai người khiêng là đấm đuối đó. Đây, quay chi tiết bà con thấy rõ đế nha. Đặt luôn nha bà con. Rồi cho thông số luôn. Chiều cao đi. Chiều cao tới thân chính thôi. 45. Rồi, rồi tổng hoành. Này tổng hoành 62. Rồi đo thân giữa nè coi. Thân này coi. Rồi 23. Tổng đế luôn. Có hoành đế luôn. Rồi. Đó, vậy đó. Cỡ 1m9 bà con ơi. Rồi, đừng kính bầu luôn. Đây ngang qua luôn. 63. Mã số 16F. Giao lưu giá 2.300.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số 17 là cây ổi phụng bà con ơi. Ổi lá gí, trái cũng gí luôn, trái bằng trái tắc là nó chín rồi.
chín thơm ngọt. Cách lạ bước vô nhà là biết có ổi liền luôn á. Đây thân lắc lượng hình chữ C, chữ S luôn, đây hình chữ S luôn, dáng bonsai. Đây trái đây, đó trái nhỏ cỡ đó nghe bà con. Đó, cỡ trên này là già nè, sắp sửa chín đó. Rồi cho thông số luôn, thông số luôn em ơi. Chiều cao 1m4. Rồi đo cành bay này coi nha. Cành bay này ra. 5, 7, 16. Như 76. Cành bay là 76, chiều dài cành bay 76. Rồi đo hoành thân này coi. 18. Rồi hoành thân 18. Đây hình đế hình thú luôn bà con ơi. Mã số 17, giao lưu giá 1.200.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Mới tiếp mã số 18F, hoa mua, cây hoa mua, hoa mua bông tím nha bà con. Đây 18F này cây hoa mua bà con ơi, cũng là cuối clip rồi. Đây cây già lắm rồi, hoa mua cỡ này là già lắm nha bà con. Đây thân lắc lượng luôn, chi cành đầy đủ luôn. Đây đế nè, đế như này nè nha bà con, đế đều hết luôn, đế bằng mặt chậu này đó, đều hết. Rồi cho thông số luôn. Chiều cao 1m19. Rồi đó hoành. Hoành là 30. Này. Đó được kính bầu đi. Kính bầu 30 luôn. Rồi. Mã số 18. 18F. Giao lưu giá 1.400.000, bao ship toàn quốc. Rồi mã số 18 này cũng là cuối clip. Dạ xin cảm ơn bà con đã nhiệt tình xem kênh và giao lưu ủng hộ. Dạ xin hát.